Xin chào tất cả anh em đến với kênh Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là ngày thứ hai, 9 tháng 1 2023. Em làm được mới hàng cỏ nữa cho anh em để anh em mồi thuốc. Ngày mai em lên hàng dạng sưu tầm cho anh em chơi. Thì cách thức cũ của bên em nhớ là chuyển khoản đủ free ship, code cọc cho em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và phí có khách chịu. Anh em ở Sài Gòn cũng có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google và Google Map, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Em vô việc cho nhanh luôn, giờ này cũng trễ rồi, 7 giờ rồi. Rồi anh lên cho anh em mấy con mò thuốc. Đây là con xước bụi sức 219. Đây có cắn nhẹ đây đây. À, cắn nhẹ điểm ha. Sử dụng ít trùng, ruột trùng 5 tháng, năm nó cũng to vang nha anh em. Con nào sửa chữa thay thế gì xem em sẽ báo rõ trên video nha anh em, chú ý xem em mô tả ha. Còn em không có nói tới vấn đề đó thì nói còn xin chưa sửa chữa gì nha, thay thế gì ha. Mã số 1. Anh em ưng mẫu nào chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp em nha. Em lên con 216 xã Sơn tỉnh Điện. Dòng xước bụi vàng á anh em, si bụi vàng á. Con này xã Sơn tỉnh Điện ha, trên nắp nó có cấn một điểm nhỏ. Rồi. Đây té nhỏ, té nhẹ xem. Sản xuất 216. Trùng 5 tháng luôn ha. Nói chung là dành cho mấy anh em mà khó tính nhất. Mã số 2 350. Ờ, em lên một con 2019 in sơn hấp nhiệt chủ đề tẩu, và con này là tẩu luôn nha anh em. Ở đằng sau nó có khắc tên của chủ cũ ha, này không thành vấn đề gì đâu. Anh em thích thì có thể kiếm một em lem nhỏ nhỏ mình dán lên mình che cái tên này lại, còn không để nó cũng vô tư. Con này thì không cấm mớp anh em, nó chỉ có bị khắc với lại bị xước xước sao nhẹ nè. Con này cũng to vang luôn. Rụt tấu trùng 5. Sơn trên này là nó âm nó cũng hay, nó vang hơn tại vì nó có một lớp sơn này, nó là cũng làm giảm một ít âm rồi. Anh em chưa có tẩu mình mua con này, con tẩu này về chơi, vừa tẩu vừa hút tẩu vừa đốt thuốc bình thường được. Số 3.
lên một con này sản xuất 204. Limited của nó khá là đẹp. Không 3 số 8. Con này không cấn mớp anh em. Nó có rất mạ, nó hơi phai phai xíu nè. Con này chủ đề về hoạt hình của sức thị trường Nhật. Và con này là mã Titan. Dòng mã Titan anh em. Ruột trùng 5. Năm con này cũng hay nha anh em. Mã số 4. Rồi em lên một con xước nữa. Con này sản xuất 203. Con này đây có dấu chấm kim. Trên nắp cũng có một dấu chấm kim nữa. Dấu. Con này sản xuất 203 nha anh em. Năm 203 trở về trước thì nó chất lượng nó như là La Mã. Ruột trùng 5 tháng luôn ha. To nè anh em thấy không, nó lại như lại La Mã, âm cũng ok luôn ha. Da này khá là đọc, cái phơm này của nó phơm vinh tẹt hay gì đó, nó bằng phẳng quá. Cái này nó là thủ công hay không. Ruột này 205 new. Anh em nhìn bên trong nắp này, con này là new ha. Cái phơm này giống như phơm minh tẹt hả? Phơm nó vuông nè. Cái da màu da nó cũng lạ, nó không biết da gì. Con này chưa có đá. Xe hàng niêu thì chắc chắn là khỏi lấy rồi, nhưng mà để test cho anh em xem. Con này lạ, con này phơm này chắc phơm bên tẹt á, phơm nó vuông chứ không phải phơm như mấy cái phơm bầu kìa. Tình trạng nó cũng niêu luôn nha. Mã số 6. Rồi em lên một con chủ đề quạt quạ nữa. Con này cũng limited luôn.
thấy con này cũng đẹp luôn, sao nó cũng phôi phai nha, cái kiểu này nó titan nó làm kiểu này hay sao. Ruột 56 6 mã số 7. Rồi em lên cho anh em một con tàu chiến khắc ăn mòn, tàu chiến Nhật nha. Khắc ăn mòn mà vừa em lem luôn. Con này là zin hãng nha anh em. Mặt trước nó có dâm nhẹ nè. Con này nó có cấn. Dầm dầm ha. Đây có cấn luôn. Con này sản xuất 2008. Con này cấn nhẹ nhưng mà nó được cái chủ đề tàu chiến, mà vừa tàu chiến mà vừa emblem luôn. Emblem cờ Nhật, tàu chiến của Nhật luôn, tàu chiến Mỹ này. Thì mình thấy nhiều rồi. Con này không có âm đâu nha anh em, lem trên nắp không có âm rồi. Thì con này được đi về, nó đi về sau nó ra cái đó nó được cái ruột niêu, nó được cái ruột niêu. Con này nhìn nó cũng khá khá độc, vừa tàu chiến mà vừa em lem. Ruột thì được cái ruột niêu 208 mã số 8. Em lên một con chủ đề về bướm, chủ đề về bướm cắt ăn mòn hai mặt luôn ha. Sản xuất 2006, có cấn nhẹ. Ruột trùng 5 tháng. Số 9. Em đem một con khác ăn mòn chủ đề về cross. Lớp cross tình yêu thánh giá, sản xuất 2005. Cái này lớp bạc nó lên nha anh em. Con này nó vẫn còn nguyên keo luôn nha. Cái lớp bạc nó lên nè. Sản xuất 2005 ha. Cái này còn keo nha anh em. Anh em nhìn bên trong lồng nắp nó nha. Sản xuất 2005. Ruột trùng 5, không cấn mớp nha anh em. Giờ lớp bạc lên khá đẹp á. Xài thời gian chán thì mình đánh auto son là nó sáng lên lại. Âm cũng to vang.
2005, mã số 10, 370. Em đối với thuốc cái này. Rồi em lên một con lắc cây bạc luôn. Con này sản xuất 2014, lắc bạc lên cũng khá là đẹp. Khắc răng mòn hai mặt luôn ha. Con này lên cái màu này em thích cái, những cái màu nó lên như vậy nè. Những cái màu nó lên lạ lạ của màu bạc đó. Anh em nào cũng thích thì về cứ lấy AutoSol hoặc là Cana anh em đánh lên. Lên đẹp ghê á. Em thích cái màu này lắm luôn á, thật sự luôn. Rồi trùng năm. Con này cũng đẹp, không có mớp nha anh em. Lớp bạc còn nguyên nguyên không? 2014, mã số 11, 370 luôn nha anh em. Rồi em lên con cuối cùng, một con mã Titan khá là đẹp, hai màu luôn. Những cái vân này zin hãng luôn nha anh em. Phối hai màu mà con này là mã Titan. À, nhìn nó lạ, nó đẹp không? Con này nó lạ, nó đẹp không? Nó có hơi xước nhẹ thôi. Viền này của nó làm zin hãng luôn nè. Phối hai màu khá là đẹp. Sản xuất 2002 mà cái dòng nó làm trên cái phôi nội địa Mỹ. Thường là những cái dòng kiểu như vậy này nó chỉ có xuất Nhật thôi. Làm trên phôi đá lởm. Trời ơi âm vậy nữa. Chết luôn. Âm chung chùa luôn. Và con này em báo tình trạng với anh em là nó là new. Cái này là có thể là nó xước này là do lỗi bảo quản, là anh em ruột nó chưa lên lửa. Bên trong lồng nắp anh em nhìn nó. Rồi tự anh em nhận định giùm em đi. Trùng năm anh em, khá đẹp. Sau khi những con La Mã sau này nó cũng chưa có chắc là làm đẹp bằng mấy con này. Cầm ở ngoài nó lạ mắt lắm. Ở đây cái màu này nó phối giống với cái màu này. Màu đen trên này nó phối màu viền giống nhau. Trên một cái phôi của nội địa Mỹ. Âm chung chùa. Anh em là chơi âm đâu. Khá đẹp. Con này mã Titan nha anh em. Dạ tình trạng của nó là chưa qua xăng. Còn nó xước xát bên ngoài, nó hơi xước xát như vậy là nó do lỗi bảo quản.
thì anh em tự nhận định chơi, thì em đưa ra cái giá là anh em thấy hợp lý thì anh em chơi. Sáu 50k. Rồi em sẽ giới thiệu tới anh em cái em mới về được rồi. Một mớ đá tiếng. Bị lủng bọc rồi nó chết rớt tùm lum rồi. Đây cái này rách bọc rồi. Đây như đá nó đây nè. Đá tím này đã háo. Và viên đá này nó xài sao lấy nét kìa vậy. Đây. Cái này nó bọc nó rách rồi. Anh em mua xài hay là một bịch như vậy á. Em bán nguyên bịch là 220. Nhiều chỗ bán 250 tới 300 nha anh em. Còn anh em mua lẻ em bán cho anh em 3.000 một viên. Và em chỉ bán trên 10 viên trở lên nha. Đá này á công dụng của nó cho tia rửa. Cái đá của nó mềm lắm. Nó cho tia lửa nhiều và nó khắc phục cho những cái bánh xe yếu. Những cái bánh xe yếu xài đá này á, anh em còn chịu lì chưa chịu thoai á thì anh em lên mua đá này anh em xài. Bởi vì nó mềm. Và những cái bánh xe yếu á thường người ta sẽ sử dụng cái bánh xe này bỏ đá này vô để người ta bán. Còn em thì bánh xe mà yếu thì mọc là thay, chỉ có mọc nước mọc là thay, chứ còn gắn vô những cái sau này gắn cái đá này vô á, thì anh em phải kiếm đá này anh em gắn vô cái bánh xe nó yếu rồi anh em phải bắt buộc anh em xài cái bánh xe này nó mới cho ra tia lửa nó mạnh hơn. Còn không là xài đá vàng như đá hãng á, thì nó cũng không cho tia lửa mạnh. Thằng này là chuyên khắc phục cho bánh xe yếu nè. Anh em mua một bịch thì em bán 220. Còn mua lẻ thì em mua bán 10 viên trở lên là mà giá 3.000 viên. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Anh em ưng mã nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em. Số Zalo của em bên trên. Chúc cho anh em và gia đình một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn anh em video sau. Em sẽ soạn hàng La Mã sưu tầm lên cho anh em chơi. Bye bye nè.